Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng thứ 15 Olympic toán lớp 8. Đây là vòng thi cấp huyện thành phố dành cho bạn A, tức là sẽ khó hơn bạn B đó các em. Nói vậy thôi chứ các em cũng đừng có sợ, chẳng có gì đâu, rèn luyện thì sẽ giỏi thôi. Ở nơi nào cũng vậy, môn toán đều như nhau hết. Bài thi số 1, các em chuẩn bị nháp và máy tính nha. Không có hai thứ này không thể nào làm được đâu. Đây là sai, đây là cái khẳng định sai này. Các em xem lại lý thuyết thôi. Rút 5 mũ n ra làm nhân tử chung là còn 5 trừ 1, 5 trừ 4 phần 1 là thành 5 mũ n luôn. Phân tích này chúng ta sẽ thu được là x trừ 3 và x trừ 4. Đây, cái này mới đúng. Hình vuông có mấy tâm đối xứng? Thì thông thường hình có tâm đối xứng thì chỉ có một thôi. Có đường thẳng là có vô số tâm đối xứng thôi. Ta chọn một. Cái này rút gọn, quy đồng, cái quy đồng cộng tử giữa mẫu nó sẽ ra không. Cố gắng làm nha, đây là bài toán kinh điển cơ bản dành cho học sinh giỏi lắm. Ồ, đây toàn toán bồi dưỡng học sinh giỏi không? Em nào đã tham gia cái lớp bồi dưỡng học sinh giỏi thì các em sẽ thấy là ba cái điều này, ba cái đáp án này là đều được suy ra từ đây hết. Chỉ có cái này là sai thôi. À, chọn cái này. Cho biểu thức. Thì muốn biểu thức A có nghĩa thì x. Biểu thức A bằng biểu thức nào dưới đây? Thì đây chính là bài toán bổ củi nè. Bằng 1 phần x cộng a trừ 1 phần x cộng b nhân cho 1 phần khoảng cách giữa hai cái thừa số này. Vậy đó chính là đáp án đầu tiên luôn. Rồi, cái này cũng chính là bài toán bổ củi kìa. Này là a trừ 2 nhân cho a trừ 3, này a trừ 3 nhân a trừ 4, này a trừ 4 nhân a trừ 5. Vậy nó sẽ bằng cái đầu và cái cuối sống sót thôi. Vậy đáp án này kìa. 1 phần a trừ 2 trừ cho 1 phần a trừ 5. Ồ, chết, sai rồi. Hơi hấp tấp cái anh nhỉ. Rồi. Bây giờ phân tích thứ nhất. Các em sẽ thay số 2 này thành ABC. Thì ta sẽ có mẫu là rút A ra ngoài là còn B cộng 1 cộng BC. Cái phương thức thứ hai các em để nguyên. BC cộng B cộng 1. Còn cái phương thức thứ ba các em nhân cả tử và mẫu của phương thức thứ ba cho B. Trên tử nó sẽ thành 2BC. Còn ở dưới nó sẽ thành 2 cộng 2 lần BC cộng 2B. Rồi rút số 2 ra làm nhân tử chung, rút gọn với bên trên. Như vậy phương thức thứ ba sẽ thành BC trên 1 cộng BC cộng B. Và phương thức thứ hai các em để nguyên. Phương thức đầu tiên các em rút gọn A với A là còn
A trên A dưới là cộng 1 trên B cộng 1 cộng BC. Vậy ba phương thức này cùng mẫu cộng tử lại giữ mẫu thì cuối cùng sẽ ra một cái rồi. Bây giờ đây là bài toán phải biến đổi, không thể nào dùng máy tính làm được đâu. Bây giờ trên tử các em biến đổi, thầy sẽ biến đổi song song với em ngoài nháp nha. Thầy làm cái tử trước, tử ta phân tích thành nhân tử mà. Sẽ bằng A mũ 3 cộng B mũ 3, bổ sung thêm 3AB thừa số cho A cộng B, rồi cộng C mũ 3 trừ lại cái ta đã bổ sung, trừ 3AB A cộng B trừ 3AB C. Vậy cái tử sẽ thành A cộng B tất cả mũ 3, rồi cộng cho C mũ 3 trừ cho 3AB thừa số cho A cộng B cộng C. Tóm lại, sau khi phân tích tử thành nhân tử, các em sẽ thu được kết quả là A cộng B cộng C là nhân tử chung đó, thừa số cho A bình cộng 2AB cộng B bình trừ cho AC trừ BC cộng C bình trừ 3AB. Thầy nhắc lại, kết quả phân tích tử thành nhân tử sẽ là A cộng B cộng C thừa số cho A bình cộng B bình cộng C bình, rồi trừ AB trừ BC trừ CA. Lúc đó nó sẽ rút gọn được với nguyên cái mẫu và kết quả còn lại là A cộng B cộng C, tức là 2016, ta chọn đáp án 2016. Cái phân tích tử nhân tử rút gọn với mẫu, cuối cùng nó sẽ ra A cộng B cộng C thôi. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này bây giờ các em cứ dồn hết y ra đầu ha, y bình cộng 2 x y trừ 2 y, ta rút y ra. Ta để nguyên y bình rồi rút 2 y ra nhân tử chung ở trong cộng x trừ 1. Vậy ta phải bổ sung thêm là x bình trừ 2x cộng 1 để nó thành x trừ 1 tất cả bình. Giờ ta làm cho nó cân bằng như cũ nhé. Vậy là cộng cho x bình trừ 4x quả sẽ bằng 5 kìa. Tại sao bằng 5? Các em theo dõi cái bản nháp của thầy nha. Rồi. Cái biểu thức A của chúng ta nó sẽ bằng là y cộng x trừ 1 tất cả bình phương cộng cho x trừ 2 tất cả bình phương cộng 5. Tại sao thầy làm ra được như vậy? Các em lên kênh xem video thủ thuật tổng bình phương.
Rồi. Bây giờ ta sẽ biến đổi. Các em chú ý có hàng đẳng thức là A cộng B cộng C tất cả bình thì sẽ bằng A bình cộng B bình cộng C bình cộng 2 lần AB cộng 2 lần BC cộng 2 lần CA. Nhớ, cái đó rất là đắc lực. Rồi thêm một số hàng đẳng thức nữa nè. A cộng B cộng C mà bằng 0 thì suy ra A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 sẽ bằng 3 lần tích ABC. Cái này các em lên kênh để xem chứng minh. Vậy đây áp dụng bài toán A cộng B cộng C bằng 0 thì tổng 3 lập phương sẽ bằng 3 lần tích, thì các em sẽ có là 1 phần x mũ 3 cộng 1 phần y mũ 3 cộng 1 phần z mũ 3 sẽ bằng 3 trên x y z. Khi đó biểu thức A của chúng ta, các em nhân phân thức thứ nhất cho tử và mẫu cho x, vậy ta có x y z trên x mũ 3. Phân thức thứ hai nhân tử và mẫu cho y, ta có x y z trên y mũ 3. Phân thức thứ ba nhân cả tử và mẫu cho z, ta có x y z trên z mũ 3. Vậy sẽ bằng x y z rút ra ở trong là 1 phần x mũ 3 cộng 1 phần y mũ 3 cộng 1 phần z mũ 3. Đó. Như vậy nó sẽ bằng là x y z nhân cho 3 trên x y z và sẽ bằng 3. Đáp án sẽ bằng 3. Các em nên lên kênh của thầy để xem những cái video liên quan tới kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Chứ ở đây mình mò chết, mò không nổi đâu. Bài thi số 2, vòng thi cấp huyện. Rồi. Số dư khi chia cái này cho n sẽ là bao nhiêu? Thì các em thấy là n bình nó là chia hết cho n rồi. Trừ 1 mũ 2016 chia cho n thì sẽ dư 1 thôi. Dư 1. Hệ quả của tam giác Pascal. Rồi, giá trị lớn nhất. Em bấm máy tính là ra. Này thì dễ. Năm ra. Dùng hàng đẳng thức biến đổi cũng được. Mình máy tính cho lẹ. Rồi, 2 mũ x sẽ bằng 8 thì x nó sẽ bằng 3 thì x bình là 9 và 2 mũ 9 là bao nhiêu? 512. Rồi, kem biến đổi tử là x bình trừ 1 cộng 5 trên x trừ 1. X bình trừ 1 chia x trừ 1 sẽ ra một lần nguyên. Như vậy bây giờ ta chỉ mong là 5 phần x trừ 1 là nguyên thôi. X trừ 1 có 4 trường hợp là bằng 1, 5, trừ 1, trừ 5. Vậy ta sẽ có 4 giá trị x là x sẽ bằng 2, 6, 0 và trừ 4. Trừ 4, 0, 2, 6. Rồi. Bài này lại là bài toán học sinh giỏi mà cho vô vòng hiện khó quá. Toán này là toán tự luận các em. Làm mấy cái này cũng chết giấc luôn, sao đưa qua đây áp lực thời gian làm sao nổi. Vậy các em xuất phát từ A cộng B cộng C bằng 0 đi. Các em suy ra là A cộng B sẽ bằng trừ C. Và bình hai vế lên. Các em sẽ có A bình cộng B bình cộng 2AB sẽ bằng trừ C tất cả bình, tức là bằng C bình luôn. Như vậy là A bình cộng B bình
trừ C bình sẽ bằng trừ 2AB. Như vậy là cái anh bạn này AB phần A bình cộng B bình trừ C bình đó sẽ bằng AB phần trừ 2AB. Vậy nó sẽ bằng trừ 1 phần 2. Tương tự trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 2 hết. Vậy là bằng trừ 3 phần 2. Đó là đáp án cuối cùng. Bài thi số 3. Một hình thang có hai đáy là 3 và 11. Vậy độ dài đường trung bình sẽ là 3 cộng 11 chia đôi là 7. Tổng 4 góc trong. Trời hỏi thật cười quá. Số giá trị để cái này bằng 0 là tưởng là 2 nhưng mà thực ra chỉ có 1 thôi nha. X bằng trừ 2 là vi phạm điều kiện xác định. Nghiệm sẽ là 3 và 4. Em giải đi, 3 và 4. So sánh cái này. Bây giờ cái này á là bằng 15. Là bằng 16 trừ 1. Đây là 16 cộng 1, vậy đây là hàm công thức số 3. Như vậy nó sẽ bằng 2 15 2 16 mũ 2 trừ 1. Vậy trừ 1 đi rồi thì nó phải nhỏ hơn A, tức là A lớn hơn B. Chữ số tận cùng của 2 mũ 2 không 16. Các em cứ theo quy luật mà làm. 2 mũ 1 tận cùng là 2, 2 mũ 2 tận cùng là 4, 2 mũ 3 tận cùng là 8, 2 mũ 4 tận cùng là 6, 2 mũ 5 tận cùng là 2. Lặp lại đó. 2 mũ 6 tận cùng là 4. Vậy lặp lại các em, 2486. 2486 thành chu kỳ. Các em lấy 2016 chia cho 4 và dư gì? Không dư. Như vậy nó sẽ là số cuối cùng luôn. 2486 nhân tận cùng sẽ là 6. Bài này. Các em phân tích A bình trừ 5AB cộng 6B bình thành nguyên tử. A bình giữ nguyên. Trừ 5AB tách ra thành trừ 2AB trừ 3AB cộng 6B bình. A bình trừ 2B rút A còn A trừ 2B. Còn trừ 3AB cộng 6B bình thì các em rút trừ 3A ra. Xin lỗi, rút trừ 3B ra. Ở trong còn A trừ 2B. Vậy ta có A trừ 2B nhân cho A trừ 3B. Nhưng mà A khác 2B thì A trừ 2B không thể bằng 0. Như vậy A trừ 3B sẽ bằng 0. Tức là A sẽ bằng 3B. Suy ra A chia B sẽ được 3. Bài này giống bài nãy các em. Bài số 8 giống bài nãy. A cộng B cộng C bằng 0. Thì gì? Thì A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 sẽ bằng 3 lần tích ABC. Như vậy biểu thức A chúng ta sẽ là bằng gì? Kem nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất cho A. Vậy ta có A mũ 3 trên ABC. Phân thức thứ hai thì nhân cả tử và mẫu cho B là B mũ 3 trên ABC. Tương tự, cái cuối cùng là C mũ 3 trên ABC. Rút một phần ABC ra làm nhân tử chung. Ở trong còn A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3. Và thay bằng 3 ABC thôi. Rút gọn với một phần ABC. Cuối cùng sẽ được là 3. Giá trị nhỏ nhất của cái này các em phải phá ra, phá mặt ra hết à. 4x bình trừ 4x cộng 1. Rồi x bình cộng 4x cộng 4. Vậy là ta có là 5x bình cộng 5. Vậy giá trị nhỏ nhất là 5. Bởi vì là một cái bình phương mà cộng cho 5 à. Câu 10 nhìn có vẻ khó đó. Ta còn dư thứ 15 phút. Rồi. X bình
giảm độ nháp và biến đổi lên. Bài này hứa hẹn đau thương lắm. X bình phần 2 y bình phần 3 z bình phần 4 bằng x bình cộng y bình cộng z bình phần 5. Vậy với đáp án như thế này á, thì chắc là x, y, z là những số nguyên. Mà sao có một đáp án ta? Bởi vì x, y, z ở đây là đều mũ 2. Như vậy sẽ có hai đáp án, thậm chí nhiều đáp án nữa. Như vậy ở đây chúng ta thấy là chỉ có đáp án là không thôi, không 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 thôi, chứ còn đáp án nào nữa thì nó mới là đáp án duy nhất, đúng không? Tổng bình phương thôi, các em đưa về tổng bình phương ba cái lượng không âm cộng lại mà bằng không, em chuyển hết bên này bên phải qua bên trái này là ra tổng của ba lượng không âm cộng lại bằng không, thì từng lượng phải bằng không, đúng không? Rồi ta nộp bài luôn, hoàn thành sớm vòng thi cấp huyện. Như vậy các em đã hoàn thành vòng thi cấp huyện với số điểm tối đa và thời gian nhanh nhất có thể. Hẹn gặp lại các em ở vòng thi cấp huyện ở bảng B. Chào các em.